Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tìm đồ chơi ở bãi đất trống này nữa nha các bạn. Rồi đi thôi các bạn ơi. Ui các bạn ơi, mình vừa nói xong thì mình thấy đây có một cái chiếc xe đồ chơi nè. Ui xe gì mà đẹp quá các bạn ơi. Ui xe cứu hỏa nè các bạn. Xe cứu hỏa gì mà lạ quá nè các bạn ơi. Xe này chắc là xịt nước được nè. Ui xe xịt bong bóng. Xe cứu hỏa xịt bong bóng được luôn. Ở đây có một cái chai xà phòng. Trời ơi, rất là lạ nha các bạn. Rồi mình để chiếc xe này ở đây nha. Rồi mình đi tìm tiếp nha. Tí nữa mình sẽ quay lại mình mở. Ui các bạn ơi, mình thấy đây có một cái chiếc xe nữa nè. Xe gì đây? Ui, là một cái chiếc xe cẩu mút cát. Rất là xịn sò các bạn ơi. Xịn lắm nha. Rồi mình để đây luôn nha các bạn. Mình mang lại đây đi. Đó, mình được hai món rồi nha các bạn. Rồi mình lại đây coi. Mình lại cái cầu này coi có món đồ chơi gì dưới cái cầu này không. Ui mình thấy rồi nha, mình thấy rồi. Hey các bạn ơi, ui chiếc xe gì mà to đùng nè các bạn. Lội lên. Ui bị mắc kẹt dưới đây. Ui trời ơi, chiếc xe xịn quá các bạn ơi. Rất là xịn luôn. Có Lego trong đây nữa nè các bạn. Mang lại đây thôi. Mình được 3 món rồi các bạn ơi. Đi tiếp thôi. La 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 la. Các bạn ơi, mình thấy đây nữa nè. Xe gì đây? Xe đồ chơi nữa nè các bạn ơi. Wow, là một cái chiếc xe ô tô chở một cái chiếc xe tải. Xe tải nè các bạn, xe chở hàng nè. Rất là đẹp luôn nha. Rồi, mình để đây nha các bạn. Đi tiếp thôi. Ui, mình thấy đây có một cái chiếc xe gì nữa nè. Xe gì đây các bạn? Ui, xe này là xe bullet hả ta? Xe cảnh sát các bạn ơi. Bên trong có chở hai cái chiếc ô tô nè các bạn. Nhìn rất là ngầu luôn các bạn ơi. Đã quá trời luôn rồi. Rồi, mang lại đây. Tiếp tục thôi. Thấy đây có một cái chiếc xe container. Chở ô tô bên trong nữa nè các bạn ơi. Chiếc xe rất là nhiều màu nha các bạn. Rồi, mang lại đây luôn các bạn ơi. Quá trời đã luôn. Mang lại thôi. Trời ơi, nhiều quá. Nhiều quá. Ui, sao cầm hết đây. Đi lại thôi. Ui, xem mình tìm được bao nhiêu món đây. 1 món nè, 2 món nè, 3, 4 nè, 5, 6 món các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ mở cái chiếc xe này ra nha các bạn. Chiếc xe cứu hỏa này các bạn ơi. Mở ra nha. Ôi trời ơi, rất là xịn luôn nha các bạn ơi. Ở đây có một cái chai xà phòng nữa các bạn ơi. Lấy chiếc xe ra nha các bạn. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ui, cái này có thể chạy được luôn nè các bạn. Đây là cái cầu thang nè các bạn ơi. Ở đây có một cái vòi nước nè các bạn. Để mình hoạt động cái xe này coi. Thử nha các bạn. Ui, có bong bóng luôn các bạn ơi. Wow, đẹp quá. Ở đây chạy không được các bạn ơi. Ui xịn quá các bạn ơi, nó xịt bong bóng lên nè các bạn. Quá trời bong bóng đẹp luôn các bạn ơi. Ui bong bóng to kìa. Ui bong bóng to kìa các bạn ơi.
Rồi mình sẽ tắt nha các bạn. Chiếc xe này rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ở đây có một cái lưỡi nè các bạn. Chiếc xe cứu hỏa có hai con mắt nữa các bạn ơi. Chơi tiếp cho các bạn. Con mắt nó nhúc nhích được luôn nè các bạn. Cái lưỡi nè, le cái lưỡi ra kìa các bạn ơi. Bên trong có cái đèn nè các bạn. Ồ, quá trời bong bóng rồi các bạn ơi. Quá trời bong bóng rồi. Ồ, rất là xịn sò luôn rồi. Mình để đây nha các bạn ơi. Mình vô đây, mình để vô đây nha. Rồi, tiếp tục mình sẽ mở cái chiếc xe này nha các bạn. Chiếc xe gì mà to dữ rồi trời. Chiếc xe lu nha các bạn. Ui, cứng gì vậy? Ui. Ui. Quá cứng luôn các bạn ạ. Ôi, một cái chiếc xe lu rất là to nha các bạn. Ôi, cái bánh nó to nè. Để mình lu cho các bạn xem nha. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Cái đầu lu nè, to không? Để mình xem bên trong này có gì nha các bạn. Ôi, có Lego các bạn ơi. Thôi mình đẩy ra nha. Ui, trời ơi. Trời ơi, nhiều dữ hả các bạn. Quá trời luôn, còn nữa không? Ồ, còn nhiều lắm các bạn ơi. Còn nữa nè, còn nữa nè. Các bạn ơi, nó còn dính trong đây nè các bạn, dính trong nè. Nữa các bạn ơi. Đó hả? Quá trời Lego luôn các bạn ơi. Thôi bây giờ mình sẽ thử mình lắp cái chiếc xe coi có được không. Ô, hành cái bánh này nè các bạn. Xếp sao nữa ta? Để mình xếp coi. Cái cây này nữa. Chiếc hai bánh xe vô nè. Gắn vô. Ồ, các bạn ơi, hành chiếc xe nè các bạn. Chiếc xe nghe. Wow, hành chiếc xe à các bạn ơi. Rất là hay luôn nha các bạn. Rồi, chơi như đây thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bỏ vô lại nha các bạn. Bỏ vô lại thôi. Nhiều quá trời luôn. Gom vô. Ở đây có hai cái thùng phi nữa các bạn ơi. Thùng phi chứa xăng dầu. Bánh xe nữa nè. Rồi, mình để vô trong hết rồi các bạn ơi. Nè đây thôi. Rồi tiếp tục mình sẽ khui tiếp nha các bạn. Mình khui chiếc này đi. Chiếc này đi. Xe cảnh sát nè các bạn. Bên trong có hai mấy anh cảnh sát đang lái xe nè các bạn ơi. Trời ơi nhìn nó ngầu quá các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra nha. Trời ơi có mô tô nè các bạn ơi. Xe mô tô. Lấy xe mô tô ra nha các bạn. Ôi hai chiếc xe này đẹp quá nè. Dính. Rồi xe này có bánh chớn không ta? Ôi không có bánh chớn rồi các bạn ơi. Cho hai chiếc chạy luôn nha các bạn.
Chim quá đẹp luôn nha các bạn. Ui, nó bị xước cái này ra rồi các bạn. Lật gắn rồi nha. Ôi, xước ra luôn rồi. Rồi, ok. Rồi, nó bị xước ra luôn các bạn ơi. Ủa, cái này có bánh chớn nè. Có bánh chớn. Có bánh chớn nha các bạn. Có bánh chớn nha. Đó. Lắp vô. Có bánh chớn nha các bạn. Đó, chạy không nổi các bạn ơi. Động cơ yếu quá. Động cơ quá chạy yếu rồi. Chạy nha. Đó, xe này. Ui, xe này không có động cơ các bạn ơi. Rồi, chiếc xe này không có động cơ nè. Đó, chiếc xe này dởm rồi. Chiếc xe này có động cơ nè. Đó, có động cơ này các bạn. Đó, thấy không? Rồi, mình để vô lại nha các bạn ơi. Để vô cái hộp này lại. Để đây. Rồi, tiếp tục nha các bạn ơi. Ui, ui. À, bên trong có một cái anh tài xế nữa các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ thử xúc cát nha. Cái gầu múc cát này rất là to đó các bạn. Thử múc cát nha. Đó. Ghê chưa các bạn. Múc cát thôi. Ở sao có biển số xe nè các bạn ơi. 3121 nè các bạn. Rất là đẹp nha. Rồi để đây nha các bạn. Rồi tiếp tục. Mình đây còn hai món nữa các bạn ơi. Rất là nhiều xe mới luôn các bạn. Đây nè. Một cái chiếc xe tải chở xe tải luôn nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ xúc cát mình để lên cái xe này. Xúc cát lên nha các bạn ơi. Đó, múc một gạo cát nữa. Rồi, di chuyển đi nha các bạn ơi. Đi thôi. Rồi, tới nơi rồi. Ui, ui, ui. Đổ cát luôn rồi các bạn ơi. Chạy lên. Chạy về nha các bạn. Xe này không có bánh chớn các bạn ơi. Xe này có bánh chớn nè. Ui, chạy nhanh dữ vậy. Chạy nhanh quá các bạn ơi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ khui cái chiếc xe này luôn nha các bạn ơi. Container đây. Ui, nhiều xe quá các bạn ơi. Rất là nhiều xe luôn á. Bên trong có hai chiếc xe nữa nè các bạn. Nên mở lấy ra luôn. Rất là nhiều màu nha các bạn ơi. Xe này nó rớt xuống gì các bạn. Cho xe chạy lên đây nha các bạn. Cho chạy lên nha. Đó. Chạy lên, chạy lên. Ui. Chạy xuống thôi. Ồ. Chạy xuống nè. Đã quá các bạn ơi. Bỏ vô lại nha các bạn. Rất là ngầu các bạn ơi. Ôi chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Xe này có một cái kính chắn gió nè các bạn ơi. Ủa xuất ra luôn rồi các bạn. Đó. Rồi mình để đây nha các bạn ơi. Quá trời đồ chơi đẹp luôn nha các bạn. Xe cẩu múc cát nè, xe container nè, xe lu nữa. Chiếc xe lu này bự quá trời luôn các bạn ơi. Xe tải nè. Rồi sớm giờ mình chơi nhiêu đây cũng mệt rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mang những cái chiếc xe này về chơi nha các bạn. Về nhà mình sẽ vệ sinh lại cho nó sạch sẽ nha các bạn.
Ui chiếc xe này nó lạ lắm các bạn ơi. Về mình sẽ cất vô tủ luôn. Rồi bye bye các bạn và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha các bạn.